Tại sao biệt động Sài Gòn không được quân chủ lực tiếp diện với anh? Tiếp diện vô không nổi nha. Lúc đó Mỹ Ngụy nó còn mạnh quá, nó chặn vòng ngoài vô không nổi nha. Chứ không phải là không phải là không có quân tiếp diện. Võ lực nó còn mạnh quá. Ông Ngô Kỷ dạo này lên đài VVS nói chuyện thấy bớt ngáo rồi. Đài VVS là đài gì? À, đài VVS là đài Việt Vision nữa hả? Gì ghê vậy, Ngô Kỷ lên đài Việt Vision luôn hả? Kinh như ta. À, thỏa gì thoạt nghĩ tại sao bọn phản động trong nước lại rảnh háng chống phá đến vậy, thích tư bản thì cứ gom tiền qua mẻo rồi vô gia cư, rồi vô gia cư ở bển đi, có tiền đâu mà đi khổ vậy. Anh thấy thành phố nào đẳng cấp nhất nước Mỹ? Lido Sài Gòn. Nghe nói Lido Sài Gòn đẳng cấp làm sạch cà phê, có chữ Sài Gòn dễ đọc. Bây giờ thì bầu cho thành phố nào cũng vậy thì bầu cho Lido Sài Gòn đi có sao đâu, đúng không? Mình là người Việt Nam mình muốn bầu gì bầu chứ. À, Golden Nguyễn phản động nha các bạn. À, mày nghĩ sao Việt Nam Cộng Hòa sẽ cù Trung Quốc và Mỹ đánh đánh Việt Nam, đánh lại Việt Nam một lần nữa? Tao nghĩ sẽ sớm xảy ra. Thứ nhất là bọn tao sẽ áp lực lên nền kinh tế nước mày trước. Bọn mày nghèo thấy mẹ, lấy đâu ra áp lực, đúng không? Một mình ông Phạm Nhật Vượng cân tất. Nói nếu mà nói về tiền, trời đất ơi, nghèo thấy bà luôn mà đòi áp lực kinh tế người ta. Nghe nó có bị sai không mấy em? Nghe nó có bị sai không? Còn bây giờ thí dụ như trong cái kèo của bạn nói á, mình thấy là cái kèo của bạn không bao giờ xảy ra hết á. Thí dụ như bây giờ Việt Nam hợp tác với Mỹ quýnh Trung Quốc thì có thể có, hoặc là Trung Quốc hợp tác Việt Nam quýnh Mỹ thì có thể có. Đúng, tại sao phải hợp tác với Việt Nam Cộng Hòa như mày, đúng không? Thứ nhất không có tiền, thứ hai không có tiếng, và thứ ba là không có người 17 18 tuổi thì không có cầm súng nổi, toàn là 81 82 không à, đánh đấm cái gì mà đòi hợp tác đó. Nên mày đưa ra cái thuyết âm mưu này, Thiên Lý mày nghĩ sao? Thiên Lý nó đưa ra cái thuyết âm mưu đó vậy á, mày nghĩ thế sao? Tự nhiên Mỹ Việt Nam Trung Quốc thì cái chuyện đó hợp tác đương nhiên, lòi ra phải Việt Nam Cộng Hòa vô mà đòi ngồi chung mâm. Trời, tiểu hổ Cali hả? Comment này không có ngáo rồi, comment này ngáo rồi nha. Chuẩn bị cho ăn bơ online nha các bạn. Cuối năm rồi, cộng đồng Tristix có gì muốn nói thì dồn dập Di Nguyễn lẻ đi bà con ác cho mọi. À, thả pháo cho Di Nguyễn đan cho vui thôi, chứ con cháu quan chức chế độ cũ năm xưa bây giờ lai hết rồi, tư tưởng chống phá chủ yếu là bọn lẻ tẻ cây cú chính quyền. Ờ, mày nói vậy nghe được. Mấy bạn cho lời nhận xét về thằng Thiên Lý cơ mấy bạn. Thằng này nó bị mình đam cục đầu cái xong mới nói thả pháo cho vui. Canada coi cờ vàng là khủng bố thiệt à anh Duy? Tin anh chưa biết, anh chưa xác nhận, anh không dám trả lời. Em không hiểu tại sao ai cũng là người Việt Nam trong nước và ngoài nước mà sao không đoàn kết cùng nhau phát triển. Tại vì tụi nó đâu có chịu đoàn kết đâu em, tụi nó chửi trên đầu trên cổ không đoàn kết gì ba. Đúng không? Đoàn kết là ngoan ngoãn đó, vậy theo nghị định 36 về về nước xây dựng phát triển. Thế thôi, vậy mới đoàn kết. Chứ còn bây giờ cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng cũng khổ lắm chứ em. Nó các thế lực phản động xuyên tạc cứ ngày đêm chống phá này nọ kia, đoàn kết được ra tốt, ai chả muốn đoàn kết. Đoàn kết là tốt nha. Anh Duy nghĩ sao về vụ điều tra WHO ở Vũ Hán? Không quan tâm em. Chả quan tâm. Anh nghĩ nó cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu. Ví dụ như bây giờ thì nó anh nếu 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 là Trung Quốc nó có thể nó kiện lại em. Nó có thể nó kiện lại chứ. Ví dụ đồng ý là tao lỡ dạy, tao đẻ ra con virus thiệt. Nhưng mà giờ tự nhiên con virus nó uống súp Mỹ đế giờ nó lợi hại quá đó, nó qua bên châu Âu nó dứt thêm vaccine của châu Âu giờ nó lợi hại quá, nó kiện ngược lại được không? Giờ theo bạn thấy tôi kiện ngược là tôi có lý không? Giờ cãi lộn á, nó sẽ xảy ra tranh cãi đó đó. Tao đẻ ra con F1 nó yếu xìu rồi, tao tao hắt xì cái nó bay mất tiêu rồi, mà tự nhiên bây giờ mày mày đẻ ra tới con F20 là nó mạnh quá, nó thành siêu Saiya rồi đó. Giờ cãi lộn được không? Nó thật sự á, chừng khi nào Mỹ và phương Tây làm tốt vấn đề của mình thì mới có thể đi chụp mũ của Trung Quốc được. Còn ngược lại á, Mỹ và châu Âu làm bể quá thì đây là cái cớ theo như anh nghĩ Trung Quốc nó sẽ cãi lại. Tất nhiên tôi không đứng như bên nào hết, nó là quan điểm của tôi chỉ đứng về một Việt Nam thống nhất toàn vẹn lãnh thổ đó, hợp tác của mình phát triển kiêu hãnh trên trường quốc tế. Ok, Sài Gòn Covid nguy quá anh Duy ơi, vậy đi tỉnh khác sống chứ giờ sao giờ. Chúc mừng Việt Nam vừa sản xuất được vaccine Covid S2 nha. Chúc bà con mau hết dịch rồi. Cảm ơn mày nha, Gô Đinh Nguyễn. Rồi bên tình hình mày dịch tới đâu rồi? Tình hình mày dịch tới đâu rồi, Gô Đinh Nguyễn? Gì? Đồng minh Gô Đinh Nguyễn của tôi tối nay mới lên tiếng. Tiếng có G em. Thiên Lý tiếng có G nha, chứ không phải tiếng đó tiếng lên. Tiếng của em là tiếng lên. Khỏi khịa mày ơi, dịch bên tao đâu có ai chết đâu kìa. Gần 500 ca chết thôi anh. Gần 500 ca chết rồi anh.
95 triệu dân phản đối đảng kìa. Đục, ở Việt Nam 96 triệu dân, 95 triệu dân phản đối đảng. Đảng về với Chúa lâu rồi, không cần mày, không cần mày nhắc mày ơi. ví dụ như giờ ví dụ đảng viên 5 triệu đi, mà vậy thì còn 95 phản đối đảng thì chắc chắn ít nhất là phải là 4 triệu đảng viên phản đối đảng. Mà 4 triệu phản viên phản đối đảng thì có 1 triệu đảng viên ủng hộ đảng thì sống bằng niềm tin à. Gì anh Duy ơi, khu em ở toàn người đạo Công giáo mà đa số họ hay nói xấu đất nước. Theo anh Tết đến em nên chúc câu gì cho ngầu. Tuần nay hết fan cứng luôn, buồn. Thôi em ơi, mấy cái tôn giáo nhạy cảm lắm, đừng dính vô em. Leo tặc được lên VTV4, nhắc tên chỉ mặt luôn sếp ơi. Anh biết hồi trưa rồi em, leo tặc mới được lên VTV nữa kìa boss. Dạ biết rồi nha, biết rồi, đừng có bia cho thằng đó nữa, mệt quá. Ăn rồi bia cho nó miết nha em. À, leo tặc kỳ này vô rồi anh, lên VTV kiếm mớ đồ này nữa, kỳ này chắc vô lòng đất quá. Nói chung thì nó sẽ kiện đó em, nói chung là nó sẽ kiện là giống như gì đó đơn đề nghị khẩn cấp gì đó, ai biết đâu, giống đợt rồi đó. Báo Nhân Dân làm phi vụ rồi thì bà thì giờ tới VTV làm thêm phi vụ nữa, đúng không? Ý Báo Nhân Dân nó lôi cái tên nó thôi, nó chưa đưa cái mặt, còn cái này mà đưa cái mặt nó gạch chéo mặt được nữa, chắc kiện lớn hơn nữa. Chả biết, cậy nó đi mày, mệt quá, đang khổ thấy mẹ luôn, leo tặc gì. Nói leo leo, hỏi nó ngọng qua leo leo nữa, tùm lum la chuyện hết. Dưa leo, nói nhà nước vô lý vì nó trích câu gì đó của mấy ông trong đảng. Nếu chúng ta là đảng viên sai, chúng ta nhận thức tội lỗi, dân sai chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì cái chuyện đó đương nhiên. Cái câu đó là đúng mà ba, tại cái thằng đó nó lùng quá, cái trình độ nó cũng lùng như nó không hiểu, mà nó đi ngu thôi chứ. Câu đó đúng. Thí dụ như bạn là dân, bạn sai, bạn chỉ cần chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi, đúng không? Còn người ta là đảng viên, người ta sai, người ta phải chịu trách nhiệm trong mặt đảng trước, rồi sau đó người ta chịu trách nhiệm trên mặt pháp luật một lần nữa, là ta bị hai lần đó ba. Bởi vậy dốt mà hay đi thưa thốt mà ngu, ham làm phản động, nó là chỗ đó đó. Thí dụ như bạn giờ bạn ra đường bạn hiếp dâm đi, thì bạn cùng lắm bạn ra tòa, bạn chịu sự ảnh hưởng của pháp luật thôi, đúng không? Ở nhà bạn có ai chém bạn không? Ở nhà bạn có ai làm gì bạn không? Còn người ta là khác, nó bị hai lần. Không biết kiện VTV4 nổi không ta, hình như VTV4 nằm chung trong tập đoàn VTV. Anh nghĩ sao về leo tặc? Em thấy nó cũng gần giống anh, nó cũng phản biện giống anh, nhưng cũng nhiều người bị cộng đồng chửi nhiều. Phản biện cái gì đó, phản động ông ơi, phản động nó khác phản biện. Mày so vãi. Vì leo tặc hôm nay được lên VTV4, Di Nguyễn nghĩ thế nào? Không có nghĩ gì trơn, thấy mọi chuyện nằm trong suy nghĩ thôi, không có gì bất ngờ bạn ơi. Mình đã tiên đoán từ rất là lâu rồi mà, đâu có gì bất ngờ đâu. Còn nữa, chưa hết đâu. Vụ kiện Báo Nhân Dân thì im hơi lặng tiếng, fan đã đồ nay để leo tặc kiện, đi kiện đòi lại tiền thì bị lóc. Ủa có vụ này không ta? Sao mày biết? À, Duy gốc Bắc hả anh Duy? Ông ngoại mới Bắc. Còn nhiêu sinh ra trong miền Nam hết em. Nói gì? Anh là người lãnh đạo nhiệt huyết, có tài có đức, nếu được ứng tuyển vào mỗi máy nhà nước thì đầu tiên anh phải chứng tỏ khả năng lãnh đạo của anh trong doanh nghiệp của anh cái đây. Anh thích làm doanh nhân hơn nha. Anh Duy nghĩ thế nào về tình yêu? Làm sao định nghĩa được tình yêu? Có nghĩa chỉ đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? Tết anh Duy có coi Táo Công không ạ? Thì ai up lên YouTube thì coi thôi. Anh Duy mà làm bộ trưởng ngoại giao thì không mấy Việt Nam ta lên một tầm cao mới. Không phải, ngoại giao là phải hiền, anh giữ làm sao làm bộ trưởng ngoại giao được em. Trình anh Duy ngang hàng với Trương Nghi, không anh Gia Cát Lượng mới đam chứ Trương Nghi đâu có đam em. Anh ơi, một cây cầu vượt dầu dây khoảng gần 1 km ở Đồng Nai, xây 4 năm chưa xong, mong anh rep hỏi anh xây em. Anh có xây cầu đâu mà hỏi anh. Mở lóc anh Sơn Tây đi anh Duy, chắc chắn là không có ngày đó rồi em. À, nghe nói ông gì đó giàu nhất thế giới với ông Trump dự kiến ra mạng sòi riêng, anh có cảm nghĩ gì? Cảm nghĩ con khỉ gì chừng nào ra đi rồi tính, chứ cảm nghĩ gì chuyện nhỏ xíu. Cái chuyện đó không có gì cảm nghĩ hết á, đúng không? Anh đâu có cuồng Trump đâu trời, chừng nào ra đi rồi tính, ra đi rồi coi có cạnh tranh được với mấy cái mạng kia không đi rồi tính nhé. Được thì tao chơi, không được thì thôi, chứ có gì đâu nghĩ. Ông Trump xuống rồi cũng giống như hạt cát trên sa mạc thôi, đừng cuồng quá, đúng em. Anh thấy thành phố Las Vegas như thế nào? Nhỏ ét, thành phố nhỏ ét sa mạc không à ba ơi, chạy ngoài đường sợ chết, chỉ có một cái trung tâm nhỏ nhỏ giữa là đẹp thôi, trung tâm nhỏ nhỏ giữa sòng bài không à, casino, sòng bài, khách sạn đồ đẹp lắm. Còn nguyên cái bang Nevada đó nhìn nó hoang quá. Tại sao hướng của Trump lại bị Biden đảo ngược với anh? Thì chứng tỏ là Trump là người làm sai, tao làm đúng vậy thôi. Anh ơi, ông Trump xuống cần xa có được hợp tức quá không anh? Anh không có chơi cần em. Anh cũng không quan tâm là cần xa đó. Vụ đó anh không quan tâm nha. Trong vài tháng nữa liệu mẻo có còn giữ được nền kinh tế như trước không anh Duy không?
giờ làm ăn với mày mẻo nó làm như rùa bực mình đúng không? Lâu lắm anh cũng mong rằng ảnh hưởng này là nhất thời thôi chứ lâu dài là chết lương.